Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc dòng Touring của Gian có giảm sóc về rất nhiều bên em rồi. Chiếc Gian XCR 3500 nhưng hôm nay là một màu cực kỳ mới. Màu đen vàng các bác nhé. Có thể đây là một chiếc màu đen vàng đầu tiên của dòng Gian XCR 3500 về tại cửa hàng em. Giờ em sẽ đi vào đánh giá chiếc xe này. Vâng, và đây là hình thức của xe đây. Em đánh giá là chiếc xe này hình thức là cực kỳ mới các bác nhé. Lớp sơn đen bóng, những đường chỉ vàng, chữ Gian và XCR nổi trên xe rất là đẹp. Lớp sơn xe rất là mới. Gian XCR 3500. Đây là mẫu xe về rất nhiều tại cửa hàng em rồi. Và đây màu sơn rất là màu sơn khác với những chiếc xe trước đây về. Đây, Touring có giảm sóc. Hình thức em đánh giá chiếc xe này trên 90%. Cọc yên và yên của Gian. Những chiếc XCR 3500 thì thường có phản quang ở cái yên xe các bác nhé. Zin theo xe đây. Đây cũng là một mẫu xe Touring bán chạy nhất tại cửa hàng em. Chiếc Touring có thể đi ngoài đường phố và leo đồi núi được. Ghi đông cổ phốt, tất cả của Gian nguyên bản. Vâng, và xe sử dụng tay bấm xả của Shimano Alivio. Bên này là 9 tầng lip, 3 tầng đĩa. Cho xe 27 tốc độ. Phanh dầu Shimano đây. Bộ phanh dầu Shimano. Giảm sóc. Đây là khóa sóc các bạn. Vâng, và xe được trang bị Mayer bạc đạn. Mayer bạc đạn này. Hình thức gai lốp thì còn rất là mới. Chiếc xe đã qua sử dụng nhưng mà em đánh giá hình thức trên 90%. Rất là mới các bác nhé. Vâng, bây giờ em sẽ quay thông số lốp. Vâng. Thông số lốp. Đây. 700 nhân 38C. Một bản lốp khá là to, phù hợp các bác có thể leo đồi núi được. Chiếc xe rất là đa năng, dây âm sườn cao cấp. Những chiếc xe của Gian thì những chiếc xe cao cấp thì mới được trang bị dây âm sườn. Vâng. Sử dụng bộ khung của Alu XX, một hãng làm khung cho Gian độc quyền rồi. Mayer vành nguyên cặp của Gian đây. Đằng sau đây Mayer sau cũng của Gian đây, bạc đạn đây. Xích clip của Shimano các bác nhé. Sử dụng bộ củ đè Shimano Alivio đồng bộ theo xe. Đùi đĩa 3 tầng của Shimano. Vâng, Gian XCR 3500. Các bạn có thể lên Google để tìm hiểu thêm về chiếc xe này.
Vâng, và size của xe là 45. 44. Vâng. 44-45. Trên khung xe cũng size S. Và size xe này phù hợp các bác từ 1m6 đến 1m7. Có thể đi vừa chiếc xe này. Vâng, và xe sử dụng 9 tầng lip. Trang bị 9 tầng lip của Shimano. Đùi đĩa 3 tầng. Tổng cho xe 27 tốc độ. Giờ em sẽ test chuyển động của xe. Lên lip. Vâng, chuyển động rất là tốt. Xuống lip này. Sử dụng màu nguyên cặp Mayer bạc đạn của Gian. Bộ group của Shimano Alivio. Vâng, bây giờ lên đĩa. Lên đĩa. Xuống đĩa. Vâng, chuyển động rất là tốt các bác nhé. Gạt đĩa của Shimano. Vâng, em sẽ lướt qua lại tổng thể chiếc xe này. Đây bộ phanh dầu. Bộ phanh dầu của Shimano. Phanh dầu thủy lực. Vâng, bánh quay rất là đều. Vâng, và em vừa review xong chiếc xe Gian XR 3500, một dòng touring có giảm sóc của các bác leo núi và đi đường phố. Và hiện tại chiếc xe đang được bán tại cửa hàng Kiên Xe Đạp với mức giá là 8,8 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các quan tâm hãy nhắn tin Zalo 0975709943 để được xem những hình ảnh chi tiết nhất về chiếc xe này. Ngoài ra bên em còn rất nhiều những chiếc xe về đua và dòng địa hình nữa. Các bạn hãy nhấn theo dõi và nhấn chuông để xem những chiếc xe em đăng hàng ngày lên. Vâng, xin chào và cảm ơn các bác theo dõi video.